Em chào tất cả các bác nhé. Thì clip ngày hôm nay em lại tiếp tục tuyên xong cho các bác một sản phẩm B3 nhé. Con này là dòng Vancouver nhé. Đấy, mã của nó là B3 này, Pro 20 quá nhé. Đấy, Pro 20. Con này thì nó là còn Vancouver nhé. Thì là hôm trước em về một lô vắng số thì nó có lẫn một con này, thì em đã lên sóng thanh lý cho các bác thôi. Đấy, thì em quay hình thức bên ngoài cho các bác nhé. Nói chung hình thức bên ngoài của nó thì đẹp đến tầm trên 90% quá nhé. Đấy, chung là mặt không mũi không sức sắc cái nào đẹp lắm. Thì cái mặt trước của nó thì em giới thiệu qua cho bác là nó có ba đường mic con nhá, ba đường mic mic 1, mic 2, mic 3, thì tương ứng với mỗi một cổng mic thì là có một cái chiếc đáp nhá, chiếc để mình xoáy mic con nhá. Đấy, xoáy mic tức là volume của mic các bạn. Đấy, các bác nào thích mic nhỏ có thể các bạn lên. Đấy, nó tương tự với cả mic 1, mic 2, mic 3, thì trên đây nó cũng có ghiền mic 1, mic 2, mic 3 với nhá. Đấy, còn chế độ nó con này nó gọi echo quá nhé. Đấy, echo thì tất cả cái dòng này thì nó sử dụng Vanker, thì các bác dùng cái bút điện ấy thì các bác vặn đây, đấy, delay đây, đầu tiên delay các bác nhé. Đấy, delay thì các bác nào hát mà tiếng delay nó các bác có thích nhiều, bác thích có đôi thì các bác cho delay tăng lên. Đấy, còn đây là ra bát các bác nhé. Đấy, ra bát thì các bác cứ để ở giữa cho em. Đấy, đây là tiếng bát, bát của echo quá nhé. Tiếng echo nó mỏng quá thì các bác cho tiếng bass lên lên. Đấy, nó dày quá thì các bác cắt đi. Đấy, cứ ngược thêm theo kim đồng hồ thì là nó sẽ là xoáy lên đâu nhá. Mít mít tựa chung quá nhá. Đấy, các bác là chung mà nó mà kém quá thì các bác đẩy lên tí cho nó nhẹ hát. Tép, đấy, tép cũng thế, còn cái này là echo neo vào các nhá. Đấy, neo vào thì các bác cứ để cho em ở giữa cũng được. Còn là trước mặt của nó thì nó có hai đường tín hiệu vào nhá, để out in 1, out in 2, thì các bác ấn vào thì nó sẽ là out in 2, còn nhả ra thì nó mặc định là out in 1 thôi nhé. Đấy, còn đây là mic, mic tức là gì, mic tone tức là cái này nó cũng giải, có giải bass này, giải mid, giải treble này. Thì là bác làm cái tiếng mic mộc ấy mà các bác thử tiếng mic mộc mà nó mỏng quá thì các bác vặn lên cho em, vặn lên thì là tiếng nó sẽ dày lên. Còn đây là mid chung thế nhá, chung nó mà cảm thấy nó tối quá thì các bác vặn lên cho em nó dày lên một tí, chép quá nhá. Đấy, chép thì tiếng mà nó mà bị hát mà các bác cảm thấy mà nó bị khô quá, đấy, nó không có tiếng chép thì các bác tăng lên, thì là chép nó sẽ có phần mic mộc nhá. Cái này là xứ mic mộc, khi các bác có chỉnh ấy thì bác cứ chỉnh phần mic mộc ok thì xong rồi bác cứ cho hiệu ứng vào. Đấy, hiệu ứng echo vào thì là tiếng nó sẽ quyện hơn các nhá. Đấy, nó dễ chỉnh hơn. Đấy, khi mà mình chỉnh tiếng mộc chuẩn rồi mà mình cảm thấy mic mộc nó dày dặn mà chung chép nó ok rồi thì bắt đầu các bác cho hiệu ứng vào nhé. Đấy, tiếng nghe trôi vào thì là tiếng nó bắt đầu nó mới quyện được các nhé. Đấy, quyện thì các bác thiếu thì các bác chỉnh lên cái đấy, còn khi bác mụ em thì em cũng sẽ chỉnh sẵn cho các bác. Đấy, theo không gian của em các bác phải chỉ căn chỉnh tăng giảm thêm một tí nữa là được. Đấy, nó về phần music thôi nhá. Music thì nó cũng như tương tự mấy phần kia, nó cũng bass này, chung này, chép này. Đấy, khi mà các bác nghe nhạc mà tiếng bass nó ồn quá thì các bác vặn lên, mà tiếng bass nó thiếu thì các bác nó thừa quá thì các bác vặn vặn xuống nhé, còn các bác thiếu thì các bác vặn lên cho em. Chung đấy, đấy, chung thì thường thường cứ để ở giữa, còn chép thì các bác thích nào nghe tiếng nó sáng thì các bác vặn lên, còn không thì các bác cứ để ở giữa cho em. Còn cái này là tức là cái gì, nó là cân loa các nhá. Đấy, cân vế loa. Đấy, khi mà mình có một đôi thì mình cứ để ở giữa thì nó sẽ cân vế loa. Còn đây là mà cái mặt ngoài của nó, ngoài nó có hai volume đó nhá. Volume đây là volume mic các bạn này. Các bạn có nhìn nhá. Volume mic đấy. Còn bên này là volume music các bạn nhá. Đấy, cái này là volume tổng của mic và music các bạn nhá. Thì em xin quay nội thất bên trong cho nó các bác xem. Đấy, tất cả hàng của em bán là cho bác này. Bao nhiêu mà xịn 100% các bạn nhá. Đấy, đây là vỉ chống hú của nó này. Đấy, vỉ chống hú rời các bạn nhá. Đấy, chống hú rời luôn. Đấy, tất cả linh kiện của nó thì sử dụng một linh kiện cắm hết các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, tất cả sử dụng linh kiện cắm này. Đấy, nói chung là nguồn này nguồn vuông các bác nhá. Đấy, tất cả là bao nhiêu bác sĩ 100%. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Thì hôm nay em lên sóng thanh lý cho các bác. Các bác nào mà mới tập chơi chẳng hay là các bác nào thích mà giá tiền hợp lý, nó rẻ thì các bác cứ chơi con này nhé. Nhạc nhẽo các bác về các bác thích dễ chỉnh. Đấy, các bác nào thích quá chỉnh bằng tay thì bác chơi con này. Đây, tất cả của nó là zin hết 100%. Đây, nhìn nhá, sáng quắc luôn. Nói chung là con này nó vẫn đẹp lắm các bạn. Em sẽ quay đằng lỗ đằng sau cho các bác nhá. Thì sau nó thì có
Đây, nguồn vào của nó quá nhé, đây là nguồn vào. Con này nó trừ lúc mà nguồn rơi quá nhé, đây, nguồn rơi. Còn đây là công tắc on off tổ vang. Con này nó có chế độ súp quá nhé, đây nó đánh cả súp rồi. Đấy. Có đường súp này các bạn nhìn nhé, súp này. Đấy. Bên này súp, còn bên này là cắt giải súp quá nhé, đấy, cắt giải súp. Có là mà thích chỉnh súp thì có chỉnh đằng sau, còn đây là chỉnh đằng sau, đấy. Còn bên này nó giải giải cắt súp quá nhé, đấy, giải cắt súp. Đây các bạn nào thích nghe sâu lực thì các bác vặn lên. Có nghe tầm bừa tầm các bác chỉnh thôi, cái con này dễ chỉnh mà, đấy. Đây, đây là lỗ da của súp quá nhé. Còn đây là đường gain các bạn, gain của center các bạn nhé, đây. Center này. Các bác cái dòng này dòng băng cơ thì là các bác đường center thì nó có sẽ có hai chế độ chơi các bạn nhé. Bột các bác ấn vào thì là nó sẽ là chỉ có nhạc không, nó không có mic. Bác đấy bác nhả ra, em nhầm, các bác nhả ra nhé thì là nó sẽ có là tiếng tiếng mic thôi nha. Còn nó ấn vào thì nó chỉ có tiếng nhạc không thôi. Đấy, nó ký hiệu đây này. Tương tự này. Đấy, nó cái dòng này là nó lại như thế đó nhé. Đây vang cơ, còn đây là volume tổng của vang cơ các bác nhé. Các bạn thích to nhỏ các bác chỉnh đằng sau đây. Đấy. Còn music thì là nó ấn vào thì là nó sẽ là có tiếng mic, tiếng music không, tiếng nhạc không ấy. Còn là nhả ra thì nó sẽ có tiếng mic thôi nhé. Đấy. Thì nó sẽ mất nhạc đấy, cái dòng vang cơ thì nó là như thế. Còn đây là nốt ra của đường center, còn hai bên này nó là lỗ út út của già là các nhá, già là tức là đường bên chính luôn nhá, bên chính tức là đường bên tổng các bác chỉnh ở mặt ngoài ấy, thì nó sẽ ra hai cái đường chính này, còn đằng sau thì các bác chỉnh đằng này thì nó sẽ ra ở đằng sau luôn đấy, đằng già là này nó sẽ chỉnh cái phần bên chính bên tổng của nó các bạn, bất chỉnh đằng trước như nào thì đằng sau nó ra đúng như thế đấy. Đấy, còn đây là tín hiệu vào của nó nhé các bạn nhé, nhưng nào vào thì nó có hai phần các bạn. Ối một và ối hai các nhá, đấy ra là đấy các bạn rất là thích chơi là chơi. Con này thì nó có cả cổng quang các nhá, đây có cổng quang này, optical các nhá, đấy được con đường mic này, mic thì là nó sẽ ra được một đường jack 6 ly này, hai là đường ra jack calon các nhá, đấy mic bốn mic năm này nó sẽ jack bằng calon, còn mic 6 là nó khi là jack 6 ly các nhá. Ở đây là nút này là nút chống nhại, chống rít các nhá. Đây. Ép bế nút chống rung rít. Thì cái video này em lên sóng quay cho các bác, gọi là thành ý cho các bác để lấy tương tác thôi. Và đầu xuân năm mới đấy thì là cũng sao mà để lên sóng cho các bác mặt hàng chất lượng một tí, nhưng mà hôm nay con này thì lên sóng để thanh lý cho các bác, các bạn là mới tập chơi hoặc là thích chỉnh gọi là to nhỏ, gọi là chỉnh cơ ở ngoài đấy, thích chọc ngoái mà vặn vô đu vô điếc mà tình theo ý mình ấy, thì là các bác cái chơi con này giá cực kỳ rẻ luôn nhé. Trong thời điểm đợt trước thì con này nếu mà để mua nó chắc là tầm 2 triệu mấy, hơn 2 triệu thôi, mà bây giờ thì em thanh lý khoảng mấy trăm đấy. Bác nào có nhiều cầu lấy thì em thanh lý cho các bác là 700.000 thôi nhé. Đấy, 700.000 chuyển khoản 700.000 thì không bao ship nhau, còn là 800 thì em sẽ bao ship cho các bác. 700.000 là các bác tự trả tiền ship, còn là 800.000 em sẽ bao ship cho các bác nhé. Cái video này em cũng nên sống quay chi tiết qua cho các bác. Còn vàng cơ quá mã là BPA thì bác nào hãy yêu quý kênh thì em xin một đăng ký kênh đấy, để ủng hộ những video mặt hàng mới nhất của bên em cập nhật hàng ngày cho các bác nhé. Và cái video này em xin kết thúc tại đây, em chào các bác nha.